Có người đến với thơ trong lúc trà dư tử hậu, có người xem thơ là lâu đài thần thánh, nhưng có một người nghệ đã yêu thơ, làm thơ từ chính những trải nghiệm, những xúc cảm chân thật nhất của mình. Ông là Tùng Bách, người đến với thơ như một người bạn đồng hành, như nguồn sáng trong cuộc đời lắm truân chuyên của ông. Tùng Bách sinh ra ở vùng quê Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông sinh ra khi cuộc sống còn nhiều bần hàn cơ cực, cải cách ruộng đất, các cuộc di dời dân đã gây ra nhiều biến động trong đời sống tuổi ấu thơ. Ông đón nhận tất cả với bản lĩnh của kẻ nam nhi, nhưng ẩn sâu đâu đó vẫn là những giọt đắng của riêng mình. Tôi sinh ra giữa bỏng rát gió Lào, mẹ tần tảo chắt chiu nuôi tôi lớn bằng cháo rau khoai sắn, chuối chát, chanh chua, gừng cay, muối mặn, ru tôi bằng thân phận những Trang Kiều. Dẫu có vất vả đắng cay, nhưng ông đã yêu và chịu ơn miền quê ấy từ sâu thẳm lòng mình. Một vùng linh khí đã dưỡng dục nên một nhân cách và tâm hồn đa cảm, đa mang. Nét đa mang đó vận vào ông từ những ngày cắp sách. Ông nhận ra chân lý không phải lúc nào cũng từ đường thẳng. Cái đói, cái nghèo, bàn tay quen để ngửa, chân đất, nón cởi. Giáo khoa thư dạy tôi 2 lần 5 là 10, giữa ngược xuôi dòng đời, 2 lần 3 lắm khi thành 7. Tùng Bách từ một cậu thiếu niên nghịch ngợm, qua thời gian đã thêm chút gàn gàn đặc trưng của ông đồ nghệ và sự nhanh nhạy thông minh hợp thời của một trí thức đã kinh qua mấy mươi năm làm báo, làm văn khắp trong Nam ngoài Bắc. Đằng sau nụ cười xòa, đằng sau chút ương ngạnh đó, ít ai nhận ra ở ông một tấm lòng thủy chung với bè bạn, sẵn sàng cúi xuống để nâng đỡ những hạt mầm thơ ca, sẵn sàng sẻ chia núi công việc bề bộn với những đồng nghiệp trẻ tuổi. Ông là người có công, phát hiện, bồi dưỡng rất là nhiều cây viết trẻ. Ông cũng đồng hành với hội trong từng cái trang tạp chí mới làm đây. Và tôi nghĩ là ở vai trò của một nhà văn như thế thì là một nhà văn vô cùng có trách nhiệm với cuộc đời. Là đặc điểm bề ngoài của Tùng Bách á, thì tưởng rất là vô tư, bởi vì Tùng Bách có nickname là Vĩ Vũ. Nhưng thực tình mà nói á, Tùng Bách là một người rất giỏi phản biện thơ, nhân văn. Tùng Bách có một cái tình bạn rất là quý giá. Thì anh đã từng là phó chủ tịch hội Vũng Tàu bao nhiêu năm, cho nên anh quen biên tập là một, anh quen xuất bản là hai. Do đó từ ngày anh về hưu bây giờ anh đã giúp đỡ mấy chục người hoàn thành các cái bài thơ. Lo từ cái giấy phép xuất bản, từ cái biên tập cho đến cả in ấn các thứ này khác. Đó là một con người rất là bản ngã, rất là nhân văn. Thơ Tùng Bách không vần vẻ, không mỹ tự. Những câu thơ ngắn, khấp khảnh như đời sống, không tô vẽ. Chính bởi vậy, không phải ai cũng có thể đồng cảm và nhận ra biển tâm trạng hun hút buồn phía sau. Viết về mình, ông thường là kẻ lữ hành đơn độc. Ngước sang ngàn hống, mây sương khói, ngó xuống Lam Giang, nước đỏ ngầu. Sắm nắm xuôi về miền cổ đạm, ả đào vãn cuộc vắn từ lâu. Tùng Bách là vậy. Sau ồn ào những câu chữ, sau náo nhiệt đời thường, ông tự nhận mình là cỏ, là hạt mầm, là ga sét, lặng lẽ đưa niềm vui đến, lặng lẽ đón đợi những chuyến tàu từ hành trình cuộc đời. Và ông, người sinh ra từ cát, mọi thứ gai gai mang cốt cách xương rồng lại luôn đồng điệu, sẻ chia cho những thân phận yếu đuối trong cuộc đời. Nhà thơ Trúc Thông đã từng nhận xét: thơ Tùng Bách hóm mà nghiêm, nghiêm mà hóm, đùa mà thật, thật mà đùa. Đó là sự diễu nhại cười cợt những giả dối của mặt trái thị trường, là cách lấy tin từ các sự kiện nóng hổi của đời sống đưa vào thơ bằng ngôn ngữ rặt chất nghệ, bằng thủ pháp đối lập và liên tưởng. Đọc thơ Tùng Bách á, nhiều khi ta cứ tưởng là như kiểu viết cho vui, nhưng mà sau từng câu từng chữ thì ta mới thấy nó thấm thía ở cái cuộc đời. Tất cả những cái ao ạt của cuộc đời, những cái vui có, cái buồn có, cái đau có, nó hiện trong thơ Tùng Bách. Ví dụ cái bài mặt nạ thì ở trên đời này biết bao nhiêu cái loài mặt nạ, nhưng mà anh lọc ra được cái gì? Thật giả nó lẫn lộn trong đó, nó khó lắm. Thì để cho người đọc rút ra được cái gì trong cuộc sống, đó là cái ý nghĩa mà nhà thơ Tùng Bách muốn rút ra trong cái cuộc đời này. Thơ Tùng Bách không trôi tuột đi trong những cảm xúc và suy tư của cá nhân nhà thơ, mà đọng lại long lanh những giọt đời là như vậy. Nhà thơ bằng vốn sống, bằng sự chiêm nghiệm đã đưa đến một thế giới sống động, đa thanh sắc và lắm nỗi niềm. Tâm hồn ông mở rộng như cần anten, sẵn sàng đón lấy tất cả biến động của cuộc đời. Ông viết về những biến động ấy khách quan như người chép sử. Chỉ là đằng sau những hiện tượng đó đôi khi là nỗi đau thấm thía, vì là thói a dua, thói hình thức đang lan tràn. Thơ ông là nét trào phúng nhẹ nhàng, cười mà buồn, mà đau. 30 năm cảm tình Đảng, xem ra ý chí có thừa, chỉ tội cái mồm choang choác. Gần 60 rồi vẫn chưa. Sự góc cạnh trong thơ vận vào đời. Những câu thơ ông viết cho đời mà như viết cho mình. 100 năm trong cái cõi người, vừa ha hả, khóc đã cười, hu hu. Đi hết gần cuộc đời, người thơ ngạo nghễ ấy rốt cuộc vẫn chơi vơi, lặn sâu trong tâm hồn mình để thổn thức về chốn xưa không trở lại, để càng ý thức hơn sự vô thường của kiếp nhân gian. Làm sao quên được ngày xưa, biển và em, biển và bờ, người ơi. Xuê tay hứng giọt sao giọt thăm thầm nhớ, giọt chơi vơi buồn. Ta đi từ một đến muôn, vẫn chưa hiểu hết ngọn nguồn. Cơn mưa. Ông, kẻ sĩ tài hoa cũng lắm thiệt thòi. Khi bước qua thăng trầm, lúc xế chiều, chỉ một mình lẻ bước. 12 năm trước, người vợ Tào Khang đã qua đời trong cơn bạo bệnh, để thơ ông thêm mênh mang nỗi buồn. Lòng như biển, mấp mô bờ đá dựng, chân trời xa, bảng làng, cánh chim trời. Và tình yêu với ông dường như chỉ là ảo ảnh, đẹp và rực rỡ như hoa hướng dương. Nhưng rồi, tất cả đều hư ảo, mỏng mảnh duyên tình, chút khói sương. Dù ông dành hết tâm hồn và cuộc đời mình vào chút tình mong manh đó, yêu man dại và điên cuồng như thế, que diêm nào cũng chỉ cháy một lần thôi. Tùng Bách xem thơ không phải là một nghề, mà chính là cách nghiệp vận vào mình. Bởi thế, với 8 tập thơ đã xuất bản, ông đã tạo ra một lối đi riêng không trộn lẫn trên thi đàn. Từ ao ạt đời sống, từ những ngôn ngữ có khi gần gũi như lời ăn tiếng nói hàng ngày, ông khéo léo gửi vào đó những thông điệp giàu chất nhân văn. Không phải bây giờ mà từ trước tới nay là tôi muốn có một cái con đường đi riêng, tôi không giống với bất kỳ ai. Tức là gọn nhẹ, tiết tấu nhanh, và thơ là phải có tứ. Cũng như truyền thì phải có cốt. Thì ý tứ rõ ràng thì mình có trình bày vùng dài đi một chút nào đấy thì nó vẫn thành một bài thơ. Mình không phải làm thơ theo phương cách cổ động, mà những cái rút ruột của mình, cái riêng của mình. Thì những cái gì của mình mà được đồng cảm thì chính cái đấy là một cái thắng lợi, một cái hoàn thành của một nhà thơ. Đã từng nhiều năm là nhà báo, từng giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Vũng Tàu, phó chủ tịch hội nhà báo Vũng Tàu. Nay ông về với ngôi nhà đầy kỷ niệm ở thành Vinh bên con cháu. Đằng sau bước chân kỳ hồ một thuở, tâm hồn đó rất yêu thương và biết chiều chuộng trẻ thơ, gắn bó thiết tha và thủy chung với bạn bè. Xin một lần nữa, bước chân thôi đừng trông chênh.